Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Top 1 Baby. Và mình xin chúc tất cả các bạn có một ngày làm việc và học tập hiệu quả nha. Rồi, như ngày hôm qua thì có rất nhiều bạn đã nhắn tin về comment để hỏi mình các vấn đề liên quan đến việc chuyển đổi cũng như là đăng nhập vào tài khoản đó. Các bạn nếu mà lỡ đăng xuất ra cái app Vinigame bây giờ thì các bạn muốn đăng nhập lại thì phải làm sao? Rồi, thì bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn cùng biết nha. Rồi, hiện tại thì mình đang ở trên app Vinigame nha các bạn. Đó, bây giờ thì mình sẽ bắt đầu đăng xuất cái tài khoản của mình ra nè. Và các bạn nhớ xem video cho mình một like và một lượt subscribe nha mọi người. Đó, dạng này các bạn xem video mà không chịu like cho mình gì cả. Ý, mình thật sự rất buồn đó mọi người. Rồi, và mình đã đăng xuất ra rồi các bạn. Và cái cách này chỉ dành cho các bạn nào mà để chuyển đổi về cái app Vinigame rồi nha. Đó, còn các bạn nào mà chưa chuyển đổi thì không áp dụng nha mọi người. Rồi, khi đăng nhập vô thì nó sẽ có hai mục, một là liên kết tài khoản, hai là bắt đầu với tài khoản mới. Rồi các bạn sẽ chọn bắt đầu với tài khoản mới nha. Đó, bình thường là các bạn không biết các bạn sẽ chọn vào cái liên kết tài khoản là không phải nha các bạn. Mục này là chỗ để dán mã chuyển đổi chúng ta lúc đầu thôi các bạn. Đó, lúc đầu thì các bạn đã làm rồi, bây giờ thì các bạn sẽ không làm lại nha. Và các bạn phải ấn vào bắt đầu với tài khoản mới nha. Đấy, sau khi ấn vào bắt đầu tài khoản mới thì các bạn sẽ chọn lại cái cổng lúc đầu mà mình chuyển đổi để mình liên kết đó mọi người. Đấy, rồi mình sẽ chọn SYN ID nha các bạn. Đó, lúc đầu thì mình chuyển đổi mình chọn cái cổng SYN ID là cổng đăng nhập của mình á. Thì lúc nãy mình để đăng xuất ra thì bây giờ mình sẽ đăng nhập lại là mình sẽ chọn cái cổng SYN ID nha mọi người. Tương tự như các cổng khác, ví dụ là các bạn chọn cái cổng Facebook để chuyển đổi thì khi các bạn đăng nhập thì các bạn sẽ chọn lại cái cổng Facebook luôn đó nha mọi người. Đấy, các bạn mà chọn cổng khác thì nó sẽ không vô cái nick đó đâu mọi người các bạn ơi. Đấy, nó không trúng cái nick các bạn để liên kết đó thì nó sẽ không vô được cái ạc của mình đâu. Đó. Rồi, và như vậy là mình đã đăng nhập cái tài khoản SYN ID của mình vào game thành công rồi nha. U là trời, các bạn thấy cái tên gì dài các bạn. Có một bạn đặt cái tên thật sự là dài lắm mọi người. Ấy, quá là dữ dàng luôn mọi người. Tên rồi quá dài luôn, không biết là đặt sao ta. Đấy, mình cũng không biết cách đặt nữa. Và mình thấy cái app Vinigame này thật sự rất là lắc luôn. Đấy, sáng giờ cứ bị đơ đơ mọi người. Thật sự là khó chịu quá. Đó, có ai bị đơ mọi người. Có nhiều bạn hỏi mình là sao bị đứng, đó, mở thư không được. Hay là EBT không hiện, đó. Hay là không di chuyển được thì là do cái app nha các bạn. Đấy, do game nặng đó mọi người, game lag đấy. Chưa tối ưu hóa được nên nó sẽ bị đơ nha các bạn. Rồi, và ngay sau đây thì mình sẽ hướng dẫn tất cả các bạn cách để lấy cái mã chuyển đổi bên cái app quốc tế. Đó, nhiều bạn đã lỡ cái update cái bạn quốc tế lên rồi. Đó, bây giờ các bạn không thấy cái chỗ mà để lấy cái mã chuyển đổi về Việt Nam nữa. Thì bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách chuyển qua cái app quốc tế để lấy mã dán về phiên bản Vinigame nha. Rồi, như trên màn hình của mình là hai cái app, một là app quốc tế, hai là app Vinigame. Đấy, các bạn nào mà đã lỡ cập nhật lên phiên bản mới thì các bạn sẽ làm theo cách của mình sau đây để nhận cái mã chuyển đổi nha. Rồi, bây giờ thì mình sẽ vào cái app quốc tế nha mọi người. Rồi, mình đã vào trong game rồi các bạn. Đó, đây là phiên bản app quốc tế nha. Và mình làm cực kỳ chậm cho các bạn xem đó mọi người. Đó, mình ít tua nhanh cho các bạn đó. Để các bạn xem các bạn có thể mà dễ hình dung hơn nha. Và các bạn có thể bắt chước và làm theo nha mọi người. Đấy, rất là đơn giản luôn. Đó, mình làm từ từ chậm chậm cho các bạn xem đó. Thì cái nick phụ của mình đang liên kết với Facebook nha các bạn. Đó, mình sẽ đăng nhập Facebook để đăng nhập vào cái tài khoản app quốc tế. Rồi, đó, mình sẽ đăng nhập vào cái app phụ của mình rồi các bạn. Như vậy là mình đã đăng nhập cái app phụ của mình thành công rồi nha. Rồi, bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách lấy cái mã chuyển đổi rồi nha mọi người. Đầu tiên là chúng ta sẽ mở cái điện thoại và ấn vào cái biểu tượng cài đặt. Đó, cái bánh răng nha mọi người. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ chọn cái tài khoản Vinigame nha mọi người. Đó, để chúng ta lấy cái mã chuyển đổi đó các bạn. Và đây là cách chúng ta lấy cái mã chuyển đổi nếu mà như mà các bạn đã lỡ update cái bản quốc tế lên phiên bản mới rồi đó. Đó, thì đây là cái cách để chúng ta lấy cái mã chuyển đổi này nha. Và chúng ta sẽ ấn vào cái sao chép nha mọi người. Đó, và chọn đến chuyển đến Vinigame. Rồi, và có nhiều bạn cũng thắc mắc là khi vô đây mình nó không hiện cái mã chuyển đổi. Đó, thì mình cũng không biết là làm sao các bạn. Đó, có thể là các bạn để chuyển đổi hay chưa. Đấy, nếu các bạn thật sự mà chưa chuyển đổi lần nào mà nó không hiện thì mình cũng có thể là do lỗi của nhà phát hành đó các bạn. Đó, và chờ đợi từ nhà phát hành sửa lỗi này nha. Ấy, chứ thật sự là mình cũng không can thiệp vào được mọi người. Đó, và mỗi nick thì chỉ có một cái mã chuyển đổi thôi các bạn ơi. Rồi, và chúng ta sẽ ấn vào cái chuyển đổi liên kết và dán cái mã chuyển đổi vô nè các bạn. Đó, làm như bình thường luôn. Rồi, và ấn vào OK nha. Ấy, và sau đó sẽ chọn cái cổng đăng nhập nha mọi người. Đó, lúc nãy là Facebook đúng không? Bây giờ thì mình sẽ chọn là Facebook luôn nha. Đó, các bạn chọn cái cổng khác cũng được các bạn. Đó, cổng này cũng được. Rồi,
mà chắc ăn thì Facebook thì sẽ chọn Facebook nha các bạn. Đó, và mình liên kết cái Facebook của mình nè. Đó, để mình chuyển đổi các bạn. Ok, như vậy là xong rồi mọi người. Đó, mình đã chuyển đổi thành công cái nick phụ của mình rồi các bạn ơi. Đó. Rồi, và như vậy là mình đã vào cái app Vinagame chuyển đổi thành công rồi nha. Đó, thật sự quay lắc các bạn ơi. Tàn hình luôn mọi người. Đó, đơ hết luôn các bạn. Đấy, tắm không được nha mọi người. Mình cũng bị y chang các bạn luôn. Đó, nên các bạn chịu khó mà chờ đợi nó hiện lên nha mọi người. Đấy, không phải là do điện thoại của các bạn hư đâu. Đó, thật sự là do trong game nha các bạn. Đấy, do đường truyền hay là do cái gì đó. Đó, mình cũng không biết nữa. Nói chung là không phải là cái lỗi gì to lớn lắm. Đó, rồi. U là trời, lát dưới gì nè. Rồi đó, như vậy là mình đã chuyển đổi và nhận 500 kim cương thành công rồi nha. Và có nhiều bạn đã nói với mình rằng là các bạn đã chuyển đổi mà không nhận lại 500 kim cương. Thì các bạn lưu ý nha. Đó chỉ dành cho những tài khoản này mà tạo trước ngày 16 tháng 5 thì mới chuyển đổi được nhận 500 kim cương nha mọi người. Còn các bạn nào mà mới tạo ạc thì các bạn sẽ không nhận được đâu. Đó, các bạn phải tạo cái nick trước ngày 16 tháng 5 thì khi các bạn chuyển đổi mới nhận được 500 kim cương nha mọi người. Còn các bạn nào mà mới tạo ngày hôm nay hay ngày hôm qua gì đó mà các bạn chuyển đổi thì sẽ không nhận được kim cương đâu các bạn. Thế nên các bạn lưu ý điều này nha. Rồi bây giờ thì mình sẽ thử đăng xuất ra về đăng nhập lại thử coi có mắc nick không nha mọi người. Đó, có nhiều bạn gặp trường hợp là đăng xuất ra mắc nick luôn, đó vô không được. Rồi thì bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách đăng nhập lại nha. Rồi bây giờ mình để đăng xuất ra rồi nè. Đấy, đây là trên app Vinagame nha mọi người. Đó, mình làm từ từ chậm chậm cho các bạn dễ hình dung lên các bạn ơi. Đó, mình không làm nhanh đâu. Đó, cho các bạn dễ nhìn á. Rồi, tới cái này thì các bạn sẽ chọn cái bắt đầu với tài khoản mới nha. Đó, đăng nhập là các bạn chọn tài khoản mới nha mọi người. Chứ các bạn đừng chọn cái liên kết tài khoản nha. Đó, nó sẽ không hiện cái mã chuyển đổi nữa đâu các bạn ơi. Rồi, và mình sẽ bắt đầu với tài khoản mới nè. Đó, bây giờ thì chọn lại cái cộng lúc nãy, cộng Facebook nha. Đấy, chọn vô Facebook nha các bạn. Để chúng ta đăng nhập lại cái nick lúc nãy mọi người. Mình đảm bảo là không bị mất nick nha mọi người. Đó, đăng nhập vào được thành công 100% luôn nha. Nếu mà các bạn thực hiện đúng các bước hướng dẫn của mình nha mọi người. Đấy, các bạn phải xem cái video từ từ chậm chậm thôi. Các bạn đừng có tuôn nhanh quá. Đó, tuôn nhanh quá các bạn đâu có hiểu đâu. Đó, coi lướt qua sao mà hiểu được các bạn. Đó, xem từ từ thì các bạn mới có thể mà bắt chước mà làm được nha. Đấy, mình video này mình cũng hướng dẫn từ từ mọi người cho các bạn dễ hiểu đó. Mình luôn giải thích rất là cặn kẽ luôn. Nên các bạn xem video thì xem từ từ thôi nha mọi người, đừng có tua nhanh quá. Ok. Như vậy là mình đã đăng nhập trên cái ạc phụ của mình là thành công nha mọi người. Đấy, đăng xuất lè và đăng nhập trại vô rất là bình thường luôn. Không bị mắng đến nha mọi người. Đấy. Vậy mình đã đăng nhập thành công rồi các bạn ơi. Rồi, và các bạn nào mà có những câu hỏi cũng như thắc mắc nào thì hãy comment bên dưới và mình sẽ trả lời giải đáp cho các bạn cùng biết nha. Rồi, và video của mình đây là kết thúc rồi. Mãi yêu. Ta-da.